Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên tổ chức phát động phong trào tuyên truyền về phòng chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hiện nay, tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng nhanh chóng, diễn biến phức tạp và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên yêu cầu các ban, ngành, các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố về các quy định của pháp luật trong phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, tiến tới hạn chế và loại bỏ các nguyên nhân, điều kiện mà các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng. Tuyên truyền 6 nội dung, 4 không, 2 cần, gồm không sợ, không tham, không kết bạn với người lạ, không làm và cần thường xuyên cảnh giác, cần tố giác ngay với cơ quan pháp luật khi có nghi ngờ. Tại lễ phát động, đại diện Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố đã ký kết giao ước thi đua tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thường trực Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất một số nội dung chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh 28 tháng 7 năm 2003, 28 tháng 7 năm 2023 và gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh lần thứ nhất. Nhằm khẳng định những kết quả nổi bật, vai trò, vị thế, uy tín của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, ghi nhận tôn vinh thành tích của trí thức khoa học và công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. Các hoạt động dự kiến được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 7, gồm gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ tiêu biểu, tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, tôn vinh tri thức khoa học và công nghệ tiêu biểu. Thưa quý vị và các bạn, nhằm sớm hình thành các khu thiết chế văn hóa thể thao, sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và cải thiện môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thành phố Phúc Yên đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn. Thành phố Phúc Yên đã phê duyệt và tiến hành thi công thiết chế văn hóa thể thao của làng văn hóa kiểu mẫu tại các thôn Cao Phong, xã Cao Minh, tổ dân phố Kim Xuyên, phường Tiền Châu và khu thiết chế văn hóa thể thao gắn kết với di tích lịch sử đình Lập Đinh, thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh. Thì hiện nay là ba cái nhà văn hóa này cũng được chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ, cũng đã hoàn thiện xong cái thủ tục đầu tư, cũng đã đấu thầu, và hai cái nhà văn hóa thuộc Tiền Châu và Cao Minh thì chúng tôi đã khởi công. Cái kế hoạch của chúng tôi là sẽ đẩy nhanh và sẽ cố gắng hoàn thiện theo cái tiến độ mà tỉnh đã giao. Thế còn cái nhà văn hóa ở trong Ngọc Thanh thì hiện nay chúng tôi cũng đang hoàn tất cái thủ tục đấu thầu, cũng sớm khởi công. Với các hạng mục thi công xây dựng thiết chế văn hóa thể thao tại đây, thành phố Phúc Yên cũng tăng cường chỉ đạo đôn đốc các đơn vị nhà thầu, tập trung nhân vật lực, đảm bảo tiến độ triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu theo đúng kế hoạch đề ra. Để tập trung triển khai đảm bảo tiến độ, chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, vật lực, máy móc thiết bị đầy đủ và tăng cường biện pháp thi công cả đêm và tăng ca để đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra. Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hướng tới phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh cho người dân. Vì vậy, thành phố Phúc Yên quyết tâm hoàn thành xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao sớm đưa vào phục vụ nhân dân. Trước diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường của các hiện tượng thời tiết cực đoan, huyện Tam Đảo đã và đang triển khai nhiều giải pháp, phương án phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời với mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Đây là hình ảnh cuộc diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn của thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo năm 2023.
Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong ứng phó với lụt bão, thiên tai, nâng cao ý thức cộng đồng, chủ động phòng tránh, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với tình huống bão lũ gây ra. Nâng cao cái trách nhiệm của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão cấp cơ sở, đấy, từng đồng chí, từng vị trí, đấy, khi xảy ra lụt bão thì chúng ta có các phản ứng rất là nhanh, kịp thời để mà ứng cứu cũng như là giúp đỡ hạn chế tối đa cái việc thiệt hại về người và tài sản. Tam Đảo là địa phương có hệ thống suối, luồng tiêu phức tạp, khi lượng nước đổ về nhanh, nguy cơ mất an toàn về người và tài sản rất lớn. Để hạn chế những thiệt hại do mưa bão gây ra, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch, phương án, sẵn sàng ứng phó và xử lý các tình huống thiên tai, sự cố, bảo đảm an toàn hệ thống hồ, đập, nhất là 5 hồ chứa có dung tích lớn là Xạ Hương, Bản Long, Làng Hà, Đồng Mỏ và Vĩnh Thành. Tam Đảo của chúng tôi thì là cái địa phương mà tập trung nhiều cái hồ đập lớn trên địa bàn tỉnh. Vì vậy chúng tôi cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các cái tổ ứng trực mà do đồng chí lãnh đạo Ủy ban dân cấp xã làm tổ trưởng để kịp thời ứng trực khi có mưa lớn và đặc biệt là khi các cái hồ chứa trên địa bàn xả lũ qua các ngập tràn. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết khí hậu năm 2023 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Để chủ động sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai có thể xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo đã ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 với phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính. Tăng cường, củng cố mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo để đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống. Tổ chức kiểm tra mức độ an toàn của các hồ đập, công trình thủy lợi, điểm có nguy cơ sạt lở, rà soát các ngầm tràn qua đường, các tuyến đường giao thông, khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở.